Chào các bạn, mình là Cường đây, rất vui được gặp các bạn trong channel của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về dự án Sosu. SPM là một mã thông báo tăng giá mỗi 10 phút bằng cách sử dụng công nghệ HTTP được giới thiệu trong Sosu Index. Khởi chạy phiên bản beta của nền tảng là tháng 8 năm 2018. HTTP hoạt động thế nào? Cứ 10 phút một lần, các cơ chế giao dịch mua thẻ STM theo giá thị trường với số tiền bằng 100% doanh thu của exchange trong tổng 10 phút cuối cùng. Tất cả doanh thu nền tảng được sử dụng cho cổ tức, một phí giao dịch, hai bỏ phiếu có trả tiền để thêm tiền mới, ba thanh toán để khởi động giải pháp White Label, bốn dịch vụ trả phí và tài khoản trả phí. Cổ tức được tích lũy trong thời gian thực với ví bằng mã Sosum theo tỷ giá hồi đoái tại thời điểm giao dịch, bằng hồ bơi lưu động không tự động HDEX bằng exchange phân phối hỗn hợp. Phân phối mã thông báo có sẵn để bán, tổng lượng H là 20 triệu Sosum. Giá cố định là một Sosum bằng 0,0002 BTC. Tất cả các mã thông báo chưa bán sẽ bị hủy trong khoảng một hệ thống live sử dụng. Tốt nhất các sàn giao dịch khi tập trung tính minh bạch với các báo cáo về tất cả các giao dịch. Top 5 tiền điện tử có sẵn để giao dịch ngay từ đầu. Hệ thống bỏ phiếu sáng tạo để thêm tiền xu và tối đa 2 đồng tiền mới được thêm mỗi tháng. Doanh thu cho cổ tức là 100% cho tất cả các chủ sở hữu mã thông báo. Chương trình liên kết có phân bổ cao cấp và giải pháp White Label để chạy khởi nền tảng của bạn. API HTTP và WebSocket cho các cơ chế giao dịch. Chương trình giao dịch được tích hợp vào các nền tảng hoạt động với các thuật toán khác nhau. Hệ thống hỗn hợp, hệ thống điều hành duy nhất, 100% bảo mật, dựa trên các việc xác minh tất cả các giao dịch thông qua các nút phân quyền. Tốt nhất của cả hai trao đổi khi tập trung và tập trung, 1 triệu giao dịch mỗi ngày, mỗi giây. Các nút chính giúp mọi người dễ dàng khởi chạy, mở mã nguồn khách hàng, mở mã nguồn nút chính. Tính minh bạch và đầy đủ của các hoạt động. Mỗi người dư mã thông báo có thể tải xuống các báo cáo chi tiết về tất cả các giao dịch trong hệ thống. Top 5 tiền tệ quan trọng. Lúc đầu, tiền điện tử top 5 theo CoinMarketCap sẽ có sẵn để giao dịch là BTC, ETH, LTC, BCH và XRP, hệ thống bỏ phiếu duy nhất. Quyết định thêm tiền mới sẽ được thực hiện bởi người dùng. Một hệ thống bỏ phiếu sáng tạo sẽ ảnh hưởng đến tổng doanh thu của tài khoản cũng như số lượng mã thông báo stock thu có sẵn. Không để tăng số phiếu bầu, một báo cáo chi tiết về tất cả các phiếu bầu có sẵn cho mỗi người dùng trong thời gian thực. Sẽ có mã thông báo mới cho mỗi tháng và tối đa là 2 thẻ mới sẽ được thêm vào mỗi tháng bằng cách bỏ phiếu. Tiền thưởng mỗi tài khoản được giảm giá cho việc đấu thầu tùy thuộc vào đầu tư là nếu bạn có 5.000 STM trở lên thì bạn sẽ được giảm 3%. Nếu bạn có 7.000 STM trở lên, bạn sẽ được giảm 5%. Nếu bạn có 12.000 STM trở lên thì bạn sẽ được giảm 10%. Nếu bạn có 18.000 STM trở lên, bạn sẽ được giảm 15%. Nếu bạn có 25.000 STM trở lên, bạn sẽ được giảm 20%. Và nếu bạn có 40.000 STM trở lên, bạn sẽ được giảm 30%. Cùng nếu bạn có 80.000 STM, bạn sẽ được giảm 50%. Và về cái lộ trình vận hành của họ thì họ sẽ bắt đầu vào tháng 9 đến tháng 12 năm 2016. Họ tạo ra ý tưởng và tìm kiếm những người cùng chí hướng và mở rộng nhóm. Và bắt đầu đến tháng 1 năm 2019 thì họ sẽ cho mã thông báo của họ được giao dịch trên 10 sàn giao dịch. Và đây là đội ngũ của họ với người sáng lập là Bitterstock. Và đây là đội ngũ về trader của họ. Đây là các cố vấn
Và đây là đối tác của Satsum. Và nếu có những câu hỏi thì bạn có thể đặt câu hỏi ở phần câu hỏi và trả lời. Nếu bạn muốn tham gia vào chương trình bán ai siêu của họ thì hãy để lại email để họ nhận thông báo sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.